Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay được trời nắng rất chi là đẹp. Lại đánh cua hoa cho các bác xem. Vẫn chơi kiểu mồi cũ các bạn. Mồi thật bây giờ cho ở nhà rồi. Chơi kiểu này nhanh hơn, nhàn hơn các bạn. Mời các bác xem nhá. Mm-hmm.